những đòn phản công. Đưa USB cho tôi. Ngược lại tôi sẽ bỏ qua vấn đề của con trai anh ư? Một người khác đang giữ chiếc USB, nhưng các người lại giết một người không liên quan và còn phóng hỏa nữa. Anh định đích thân nói với con trai anh rằng con không phải là con trai của ta ư? Bắt cóc con trai người khác còn chưa đủ ư? Cháu đổi tôi thành Giang Ân Dung còn chưa đủ sao? Ông định đưa Han Dung trở về cho bố tôi sau khi làm tan nát gia đình tôi ư? Han Dung đối diện khi biết sự thật như thế nào? Ông làm những chuyện khủng khiếp ấy. Bố là bố của con và Soyoung là em gái con. Con luôn tin rằng ở nơi nào đó trong thế giới của con, bố mẹ ruột con còn sống. Con luôn muốn được làm con trai bố. Bố mẹ ruột của con. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Sự thật nghiệt ngã phát sóng 11:35 hàng ngày trên kênh TTV. Đồng cam cộng khổ trên xứ người. Tôi đi tìm túi cho cậu. Lần trước đã thỏa thuận rồi, 500 euro. Tôi vốn là người nói lời giữ lời. Bạn cậu đã làm lỡ chuyện làm ăn của tôi, cho nên tôi phải tăng giá. Cậu phải bỏ ra 3.000 euro. Buông ra, buông ra, buông ra. Chuyện này không liên quan gì tới anh ấy. Người trình báo là tôi thừa nhận. Chính tôi đã báo cảnh sát. Tôi hứa sẽ không phản kháng. Để anh ấy đi đi. Lần này tôi không mắc nợ anh nữa. Trần Hiếu Chính, đồ ngốc này. Nhưng giữa anh em và tình yêu, họ đã làm gì để bảo vệ? Hình như tên là Trần Hiếu Chính. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Thanh Xuân Không Hối Hận phát sóng 17:30 hàng ngày trên kênh TTV. Sự đố kỵ, ganh ghét. Ba, phải cho con ba mạnh gì bến. Chứ ba cầm nó ở bên này á, vợ chồng nó bỏ nhau là cái chắc. Hứa tráo rồi, tưởng nói vậy cho con nhỏ gì bển ở. Ai mà dè, trời đất ơi, tức muốn ói máu. Chồng con ba thì nhà cửa mênh mông, cần phải có bàn tay đàn bà chăm sóc. Chị vô gặp nó, hay chị nói vải trái cho nó nghe giùm tôi. Thật tôi mang ơn chị lắm á. Bao nhiêu tài sản có nguy cơ lọt vô tay con ba bảnh hết á, mà mình còn ngồi đó rảnh rang mà uống trà ngắm cảnh hay sao vậy hả? Mua keo này ta bày keo khác, chứ làm sao mà nhịn được. Để rồi tôi tìm cách mà tính. Nè, thượng thọ qua ba bồng nha. Mời quý khán giả đón xem những tập tiếp theo Con Nhà Giàu 20:30 các ngày từ thứ 5, thứ 6, thứ 7 trên TTV. Trình Vận đau lòng nhưng vẫn quyết định rời Thượng Hải. Sao có phải rời khỏi đây? Bởi vì em không thể nào tiếp tục sống ở đây. Em không đủ dũng cảm, cũng không đủ kiên cường. Cho nên, trước khi em làm rõ được, em nên trở lại với Lâm Phương Văn, dẫm lên vết xe cũ, hay phải làm điều gì khác. Em chỉ có thể rời xa Thượng Hải. Dù em đi xa tới đâu, nếu thấy mệt hay bị thiệt thòi, hãy nhớ là có anh ở Thượng Hải, được không? Quang Huệ hoang mang khi đứng giữa Tiểu Lộc và Suy Đống. Chào anh, hy vọng chúng tôi có vinh dự mời anh đến dự đám cưới của chúng tôi. Có anh ngồi bên cạnh, em thấy khó chịu à? Em chỉ sợ người ta nói là, hay là hoàn cảnh này khiến em nhớ lại ngày xưa. Liệu Lâm Phương có giữ được Trình Vận ở lại hay không? Anh muốn tặng bài hát này cho một người đặc biệt. Bởi vì anh từng hứa với cô ấy, vào ngày đầu tiên của năm mới, anh sẽ tặng cô ấy một bài hát. Thật là lãng mạn. Được rồi, bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc lãng mạn của Lâm Phương. Hôm qua ông Trần có nói với chị về em. Ông ấy nói cô gái hôm trước nôn đầy ra người ông ấy, sao lâu rồi không thấy đến. Em xem. Mời quý vị và các bạn đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Cô Gái Trên Cây Sake phát sóng lúc 21:40 trên kênh TTV.